À, rồi chào mừng các bạn đến với tầng 3 Thiên Đường Freeway. Nhưng mà chưa. À, hôm nay không phải nội dung Duy Nguyễn quảng cáo Thiên Đường đi quay nha các bạn. Nhưng mà hôm nay nội dung chính là Duy Nguyễn làm cái video này để test cái chất lượng âm thanh của phòng này, để chuẩn bị những dự án lớn hơn. Để test về độ vang, độ ồn, độ noise, rồi test background, rồi hai wheel mặt tiền trước sau. Và với sự xuất hiện quen thuộc của cô đã biết cô gì, bạn muốn kêu cô gì đó bằng kêu. Nhìn mặt quen rồi, không cần giới thiệu nữa nha các bạn. Quen mặt. Quen mặt rồi. À, thì mình làm cái video không nó cũng kỳ. Ta nói Thiên Đường Freeway, vậy Thiên Đường Freeway nó thiên đường ở chỗ nào? Thằng nào rảnh nó đem dạy luôn cho. Thiên Đường Freeway đúng không? Đừng ngại ngùng, mày muốn học vô đây ngồi xếp lớp học nè. Mấy thằng đóng tiền 50 củ vô học PT với bạn. Giờ đang thằng đó thì cầm chổi, thằng đó thì cầm giá lao, đi vòng vòng. Rồi giờ vô đây học luôn. Thật sự đây là những cái kiến thức đó các bạn, không phải đơn giản đâu. Không ai biết ngoài tôi đó. Cái ghế này á, thường thường không ai quan tâm hết đúng không? Vô phòng gym mấy có mỗi cái gym này, ghế gót này có con khỉ khô đâu quan tâm, ghế nằm như ghế đó thôi. Được ra ngoài kia lặt son hàng đồ này nó chích chót vô nó có ngàn cái. Nhưng mà chuyện đó chỗ khác, không phải chỗ tôi, không phải vậy. Chỗ tôi không giờ có máy nào dưới 1.000 đô thiệt. Cái nguyên tắc của Duy Nguyễn làm phòng á là không có để thiết bị dưới 1.000 đô mà nằm trong phòng mình, kỳ lắm. Nói ra chảnh vậy đó bạn, nhưng mà đó là cái cốt cách, và đó là cái điểm mà gọi là riêng để mình set up, mình chơi cái gym cho nó pro. Rồi thôi nói ngắn gọn đi, cái máy này, cái ghế này nè, cái này cái ghế cũng được, kêu là cái máy cũng được, kêu cái gì cũng nữa đó. Đó, có tên là BVF. Tại sao nó là BVF? Nó là Freeway, tất cả dòng máy Freeway đều là BVF hết nha các bạn. Tên, cái tên đó là tất cả, và tác gọi là gym là đẳng cấp tuyệt vời. Máy này là máy BVF. Cái này là gì? Delay. Chỉ cho cái đặt tên đó, nó dốc là delay. Ok. Rồi xong rồi á, coi nó có adjust không? Kiếm vòng vòng coi nó có adjust không? Adjust là gì? Chỉnh lên xuống đó mà. Đúng không? Lên xuống. À này có adjust. Ây da, trời ơi, đó, adjust. Rồi. Cái này là gì? Bench. Bench là ghế. Vậy tên của nó là gì? BVF Decline. Lộn. Tính từ đứng trước. BVF Adjustable Decline Bench. Ok. Khỏi chứ delay được, gọi là BVF Adjustable Band là nó cũng hiểu ra cái máy này rồi đó. Vậy thì cái máy này có tác dụng tập gì? Tập gì có thể tập? Đối với những phòng gym khác có cái máy giống vậy tập bụng thôi nha các bạn. Nhưng mà này tập đa năng, chút gì Nguyễn chỉ. Và nó freeway ở chỗ nào? Bây giờ tôi nói câu này bảo đảm thiên hạ bật ngửa hết luôn nè. Thiên hạ bật ngửa hết. Nó đi quay ở chỗ bạn có thể kéo tới kéo lui kêu là đi quay được không? Đúng không? Nè, đi quay nè, thấy không? Nè, đi quay kéo tới kéo lui không? Không kêu là Freeway. Rồi xong khách hàng quýnh cho chết luôn. Nói chứ giờ Freeway là chỗ này nè em. Cái này nè, Freeway nó yếu tố này nè. Nó ba đặc điểm đẳng cấp cho ghế này. Mình không nói về kết cấu sắt thép, cái chuyện đó con nít nó nói. Thấy không? Ví dụ như mấy con mới làm phòng nó nói chỗ em chơi máy 3 ly, 2 ly, 1 gem rồi đó, thôi được con nít. Nha. Còn mình giờ là mình người trưởng thành rồi, mình là Mỹ Đế 2M, Mỹ Đế 2M đó là tất cả. Nên khi mà nói tới dòng Mỹ Đế 2M không cần phải quảng cáo tới khung, cái thép, cái sắt, cái sàn, cái hàng, cái nói. Ok. Đó, mà Freeway là cái chỗ này nè. Cái chỗ này nó rất là tiện. Nó giúp cho cái thằng cao tập cũng được, mà con lùn tập cũng được. Đó, ghi vô nha. Và cái thứ hai đó là nó co ra co vô vậy nè. Nó làm không bị đau chân. Không bị đau chân. Và cái thứ ba là Freeway tới cái này nữa nè. Nó đi quay tới cái này nữa nè nha. Còn nếu mà cái này nó cố định là đau chân, và cái cây này cố định cũng đau chân. Rồi điểm thứ hai đặc biệt của nó là cái này hình vuông á, để nó ốp vô cái này của bạn nè. Thấy không, hình tròn nó bị niễn bạn, hình tròn là vô đau chân nữa. Thấy không, hình vuông nè là vô nó ốp mặt ngay vừa luôn nè. Không đó, mặt ngay vừa luôn. Rồi cái phần này đúng không, chân như dài đẩy mày ra một xíu mày con đó, chân nhỏ kia ngắn kéo vô tí như vậy đó, ốp mặt vô luôn. Rồi và cái đặc điểm cuối cùng là cái mặt ghế này, công nghệ diễn biến nữa. Tất cả những cái mặt ghế trong dòng BVF của BBT nó đều có bùa, các bạn nằm vô có một cảm giác có lạ lắm.
nằm vô cảm giác rất là vững chãi và chắc chắn, không rung lắc, không chóng mặt mà đẩy được, tạo được mạnh. Cái này nó thuộc về phạm trù cảm giác rồi, nó không lý giải được. Đó, nằm vô tự nhiên nó có cảm giác khác, nó lạ, nó không giống gì trước đây. Nó gỗ ghế cũng là cái mặt ghế à, chắc con nào nó chơi công nghệ in không ta, chơi nào da này xịn hay gì, có bùa gì cũng đây nè, nói chung lạ lắm. Đó là những điểm đặc biệt của cái máy này. Và bây giờ Dung sẽ đi vào những cái bài tập huyền thoại trên máy này. Thôi đang ghế này em vô tập đi, tập bụng nha. Bụng ngang tập dễ nhất. Rồi vô đây, thọt vô đây, chỉ cho. Đây tập bụng ngang nha, bụng ngang nha. Bài này có tên là Plat Last AB Crunch. Rồi để tay trước ngực. Rồi tập thôi. Ê, ngồi xích vô một xíu, ngồi xích vô. Ok, rồi. Được chưa? Rồi, ok. Rồi, gặp lên thôi. Đơn giản, nhẹ lên cao, 8 cái đi. 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, đủ tiền. Rồi, 8 cái được rồi. Rồi xong rồi hả anh? Ủa, anh gặp nữa hả? Ừ, đàn ông cho men hơn. Đàn ông không có nằm nghiêng, đàn ông nằm dốc không à. Nằm như nào? Lộn, đàn ông không có nằm dày. Nằm dày đúng cà phê nha. Chỉnh lên. Chỉnh xuống, lên này. Đó, vậy nó khó hơn nhiều chứ. Rồi, mà đàn ông không có tập cái không nữa, còn tạ tập nó mới men. Đây. Rồi, không? Vô đây. Nãy cái clip mà demo thôi nha, làm giả bộ thôi, tạ nhẹ thôi. Rồi, ok, đó không? Nói vậy nó mới men. Rồi dụ xong rồi, giả bộ xong đi. Thôi, cầm nổi không? Cứ giả bộ xong đi. Nhưng mà không phải dừng lại đó, còn nữa. Cái bài vừa rồi có tên là Decline Crunch. Decline Run nha, còn bây giờ nó cũng là Decline Side Crunch. Đó, delay cyclone, thọt cái giò vô vậy. Chắc nữ tập không nổi đâu, thôi đây anh tập cho. Đó, không? Nè không? Mà thấy chỗ này nó gồng kinh chưa? Nên cái chỗ này đó, khi mà cái chân mình nó gồng cứng như vậy á, mà cái chỗ này không ổn, cái chỗ này không ổn á, hai cái vị trí này không ổn, đau bà cố luôn. Còn này tôi đâu có đau đâu, chơi tới luôn. Đó. Ok. Chưa, còn nữa. Bên đây nữa. Nhiều lắm. Rồi chưa? Ok, khát nước quá, cầm miếng nước cái. Rồi, tiếp tục. Nãy là bụng rồi nha. Bây giờ mình chơi qua ngực. Ngực lấy mạnh 2 cục 10 đem, ví dụ thôi nha, này ví dụ thôi. Mốt tôi tập thiệu tập cục 40. Tất cả những bài tập ngực dưới á, mà dưới cái ghế này á, thường nó sẽ chóng mặt, thường nó sẽ lắc, nó không có thăng bằng, nó rung, nó khó chịu lắm. Nhưng mà với chiếc máy BBF tuyệt vời Mỹ Đế này thì mọi cái đó nó bỏ, nó không còn nữa. Tập rất là ngon và rất ok, thì chắc chắn nó sẽ nằm trong dáng của Dung Nguyễn. Đây, vẫn nằm như tư thế vậy. Rồi. Đó. Đẩy đây. Không xuống có bài luôn em, để vậy nó xuống nổi không? Đó, đẩy ngực. Đẩy ngực dưới nha, trời ơi nó đã quá, tôi nằm tới tối, tôi chưa chóng mặt nữa. Thiệt á, ghế nằm phê. Trời ơi nó đã, nó ghiền ke thiệt. Trời ơi cái răng nó dài, trời ơi. Trời ơi cái răng ngực đã quá à. Super set luôn nha, ví dụ gì ha. Đó là bài gì? Đó là bài Decline Dumbbell Bench Press. Bây giờ chúng ta qua tới bài là Decline Dumbbell Bench Fly. Không gian thẳng nè. Rồi. Rồi ví dụ tập xong đi mệt quá. Rồi sao lên? Tôi mạnh mà. Wow. Còn nếu mà tạ nặng quá có thằng thiên xuống. Chưa còn nữa. Bài này mới đẳng cấp nè mấy em. Đây. Bài này là Bull over chest. Bài tập rất thích hợp ngực dưới. Nó kia là bài móc ngực.
phụ nữ cũng ok mà đàn ông cũng ok tập bài này, nhưng mà phải tập trên máy này mới được. Còn trên máy kia nó bị hạn chế nha các bạn. Này là tôi ví dụ công dụng của cái máy thôi nên tôi không có tập nặng, chứ bình thường là mình chơi cái này 80 á, thấy không, thẳng tay ra càng sâu càng tốt. Mày thẳng tới đâu đó? À dạ, đâu đâu đau 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 lưng với đau vú với đau đầu rồi dứt lên. Ok, phê 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 phê. Thấy cái răng chạy thòn không? Biết cái răng là gì không mấy ông nội? Trời ơi, tập gym không biết cái răng là gì luôn. Thả xuống đất nổi không ta? Đó, mốt vụ tà nặng đúng không? Tà nặng đúng không? Nằm đây luôn. Dứt khu, khu, khu. Đó, phê chữa các bạn. Cái máy này giá tiền thì Duy không có nhớ, nhưng mà chắc là Duy không tính bán mà. Phòng gym thì đầu tư rất là nhiều. Một cái, bây giờ nói đây cái kết video nha. Cái Thor Gym 7 này á, nó có lợi thế là nó rộng quá. Nó rộng quá nên cái máy này á, cái ghế này nằm ở 2 tầng luôn. Tầng 3 cũng có mà tầng 4 cũng có nữa các bạn. Đó, bạn nhìn đây. Những cái hệ ghế này, BBF. BBF của Thor Gym 7 cực kỳ đa dạng. Mỗi máy nó sẽ có một cái công dụng riêng. Mỗi ghế nó có một cái tính năng riêng. Mà chúng ta tập ra chúng ta phải phi quay cho những thiết bị này, nó mới thật sự là thiên đường. Đó, nên tới ngày hôm nay gần 20 năm trong nghề thì tôi mới hiểu được hết tất cả cái bức tranh về ngành gym, để chúng ta đầu tư sao để cho nó có được cái kết quả tập luyện tốt nhất, một cái đẳng cấp nhất, để khi mình lên video đó là mấy cái đối tượng nằm ở nước ngoài nó nhìn thấy mình nó phải mồm chữ A mà miệng chữ O. Khoái hả? Đương nhiên, đương nhiên. Ở bên Mỹ bao nhiêu cái phòng gym được như tôi? Tôi nói thẳng đó, đó là sự ngạo nghệ của Duy Nguyễn đó các bạn. Bạn đi khắp nước Mỹ có bao nhiêu phòng gym được như tôi? Mặc dù Mỹ chính là cái nôi của ngành thành thế giới, nhưng mà để được một người gymmer Việt Nam mà mang những cái thiết bị này từ xứ cờ hoa xa xôi về cho thị trường Việt Nam này, ngoài thằng Duy Nguyễn ra ai làm được? Đó, đó là cái chất riêng của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.